Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và cách đây khoảng tầm mấy tuần mình có đăng hình ảnh một chai nước hoa của nhà Koi Kisten, mà một chai nước hoa mà mình nói là nó khá là đắt, thì phải công nhận đây là chai nước hoa đắt nhất mà mình đã từng cầm để có thể review. Mình cũng đã có Quýt này, mình đã có Lilabo, có Rosa, nhưng mà tất cả cộng lại thì không bằng em nó. Em nó trên thị trường như giá tầm 16 hay 17 triệu gì đó. Và em này thì mình được tài trợ để có thể review. Thì khi mà mình nhận chai nước hoa này, mình nói luôn là có sao đánh review vậy nhá. Tại vì thực ra anh cũng đoán được phần nào về cái chai nước hoa này rồi. Nên là khi mà anh review mà nhận đâu video lên mà không có ai mua, không có ai hỏi, hay là về một cái vấn đề gì đó, thì em cũng đừng có buồn, đừng có không tài trợ cho anh nữa. Cứ em bảo là ok anh cứ review thoải mái đi, không vấn đề gì cả, cứ khách quan nhất là có thể là được. Thế là đấy là điều mà mình rất là thích khi mà mình hợp tác, mình collab với một bên mà người ta có thể cho mình làm mọi điều mà mình muốn. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về chai nước hoa này, xem là nó có đáng đồng tiền hay không, và ngoài cái giá trị về mặt mùi hương ra thì nó còn có những cái giá trị gì nhá. Như bao video mình đã review ý, thì đây là chai nước hoa của nhà Koi Kisten, và đây là phiên bản 20 kỷ niệm 20 năm limited edition. Vâng, một chai nước hoa. Đây là cái hộp của nó nhá, mình đã bóc rồi. Đây còn đây là cái hộp trong, kia là cái hộp giấy thôi. Đây là cái hộp trong này. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây mình zoom vào. Trông chất vâng. Đấy nhá, phần nắp của nó đây. Đó, rất là đẹp. Thực ra về cái khoản về hoàn thiện về ngoại hình ấy, thì với một chai nước hoa nó có giá hơn chục triệu, gần 20 triệu như này, thì cái việc hoàn thiện này chắc chắn là nó phải rất là tốt rồi. Trông và đây là nếu mà những cái bản thường thì mình đã từng gửi qua ấy, thì nó sẽ chỉ có chai không thôi, chứ nó không có cái phần sắt ở dưới này. Cái phần sắt này thì trông cũng rất là ok. Đây các bạn nhìn thấy. Đó. Rất đẹp. Tóm lại là về mặt ngoại hình ấy thì em nó khỏi bàn đi, rất là đẹp, trông rất là sang xịn mịn. Mình vừa xịt em nó lên đây rồi. Đây là lần thứ 3 mình xịt em này. Và cái cảm nhận chung của mình là đây là một cái mùi hương nó không có sự biến chuyển quá là nhiều. Khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy một cái vị chua của chanh, nhưng mà nó cũng không rõ ràng, mà cái vị cảm nhận rõ ràng nhất đó là cái vị đắng của những cái cành và những cái lá mà các bạn giã ra, nó chảy ra nước mà nó trộn vào nhau và các bạn đưa lên, thì cái vị đắng ở đây nó rất là rõ ràng. Và một lúc sau thì cái vị chua nó sẽ dịu xuống và cái vị đắng nó vẫn giữ nguyên, và các bạn sẽ nhận thấy thêm một chút mùi thơm của gỗ. Mình nghĩ ở đây chắc là một chút gỗ thông. Thì nó còn tạo ra một cái vai khá là hay, đó là lúc bạn ngửi thì nó khá là dày ở mũi, nó không tỏa tốt nhá. Chai hoa này nó không hề tỏa tốt một chút nào. Nó khi các bạn ngửi bạn thấy một chút hơi là dày của gỗ này, cảm giác nó hơi kiểu cấn cấn ở mũi một chút, nó khá là khói. Và nó ngửi thì nó mang tới một cảm giác khá là kiểu xả stress ấy. Nó rất là thoải mái, nó rất là dễ chịu. Nhưng cái mùi hương này nó không hề nịnh mũi, mình phải nói thẳng là như vậy. Nó không hề nịnh mũi đâu. Nó khá là già, nó có phong cách nó hơi kiểu cổ điển, và nó có một cái sự sang trọng nhất định. Nó không phải kiểu nuông chiều mũi như những chai designer hay là những cái chai nít đang rất là nổi phổ thông ở trên thị trường. Và ride down của chai hoa này thì nó sẽ là một cái mùi hương hăng và đắng cùng một chút thơm của gỗ đó, nó chỉ đơn giản đấy thôi. Và từ đầu như mình nói là mùi hương này nó không biến chuyển quá nhiều, tại vì mình không nhận thấy được là nó có sự thay đổi quá là khác biệt, và nó cứ đều như vậy thôi. Và cái độ bám tỏa, cái độ lưu hương của em này thì em này nó lưu ở trên da mình có lẽ khoảng tầm 4 đến 5 tiếng, không phải là quá tốt cho một cái mùi hương làm theo kiểu này. Tại vì mình có xịt khoảng tầm 10 giờ, hơn 10 giờ 10 rưỡi. Mình cầm chai hoa này về tầm 10 rưỡi và mình xịt thì đến 2 giờ mình đi tập nó chỉ còn thoang thoảng, mà khi nóng lên thì mình có thể ngửi thấy. Và em này thì thực sự là nó tỏa cũng không hề tốt một chút nào cả. Đó, nó chỉ tầm kiểu khi các bạn đưa lên nhà các bạn có thể đấy. Đó, đúng như này thì các bạn mới ngửi thấy. Nên là về cái độ bám tỏa của nó thì cũng không thực sự là quá là tốt. Còn về cái phong cách của chai hoa này thì có lẽ là đây là một cái thương hiệu mà họ đã có những cái mục mà họ đã có những cái mục tiêu để họ có thể tiếp cận được rất là rõ ràng, đó là những người có khả năng tài chính tốt và gọi là ở phân khúc cao cấp. Nên là cái mùi hương này thì với mình nó là một cái mùi hương rất là sang trọng, nó có phần hơi cổ điển và nó rất là lịch sự. Nó mang tới một cảm giác một cái vibe đúng kiểu nhiều tiền. Nhưng mà người đàn ông ở đây thì có lẽ rằng là nó sẽ, người đàn ông sử dụng chai nước hoa này thì có lẽ rằng là nó sẽ hơi trầm tính, nó hơi ít nói.
chắc là cũng giống như kiểu mấy ông sếp sủng hay là mấy người nổi tiếng thì người ta cũng rất là ít giao tiếp với mọi người, và cái tính cách của họ thì cũng có phần hơi khác biệt. Và chai nước hoa này thì với mình thấy rằng nó hơi già, chắc là tầm 35 tuổi. Ừ, 35 trưởng thành, tầm 35 tuổi, 40 tuổi sở hữu em này. Tại vì trẻ quá thì cũng chẳng có tiền để mua, mà thực sự mùi hương này nó cũng không phù hợp, nó cũng không nịnh mũi các bạn trẻ một chút nào. Đó là về những cái yếu tố về mùi hương, về thiết kế và về độ bám tỏa, rồi cũng như phong cách. Thì nếu như để mình trả giá thì mình với cái thiết kế như này thì mình sẽ trả tầm 3 triệu đồng. Với một cái mùi hương như này thì có lẽ mình sẽ trả tầm 2 đến 3 triệu đồng. Thực ra với những cái mùi hương làm xu hướng như này thì các bạn sẽ gặp được rất là nhiều. Thực sự là trong giới nước hoa, nếu như bạn tìm kiếm thì bạn gặp được rất nhiều cái xu hướng làm mùi nó kiểu cổ điển như này. Nên là em nói thì mình chỉ trả theo tầm 3 triệu đồng, tổng là tầm 6 triệu. Nhưng mà tại sao người ta lại bán với cái giá 16, 17 triệu thì mình phải nói với những cái vấn đề nha để các bạn hiểu. Thứ nhất đó là giá trị về mặt thương hiệu. Thì đây là một cái thương hiệu mà ngay từ khi họ làm ra họ đã tiếp cận với những cái phân khúc cao cấp rồi. Nó như kiểu những cái đồng hồ kiểu Rolex hay là những siêu xe ấy, thì các bạn sẽ chả bao giờ thấy cái quảng cáo ở trên TV hay là thấy ai bán cả. Mà các bạn chỉ có đi du lịch hay là các bạn đi máy bay biết hay là những cái nơi sang trọng thì các bạn thấy tờ tạp chí hay là quảng cáo thôi. Thì cái phân khúc mà họ nhắm tới cũng là những người như vậy. Nên là với những cái người chơi và những cái người dùng như mình ấy, dùng đơn giản thôi, thì đây thực sự là một cái món, một chai nước hoa quá là đắt đỏ, một cái deal không hề tốt một chút nào cả. Nhưng mà nếu như nói về xét về khía cạnh về thương hiệu thì đây thực sự là một thương hiệu rất là nổi tiếng nếu như bạn là người tìm hiểu nhiều. Và chắc chắn rồi, như bạn đã mua được những chai nước hoa như này và mối quan hệ của bạn như này thì bạn cũng sẽ mua được, thì bạn cũng sẽ tiếp cận được những cái thương hiệu như này, bạn sẽ biết được những cái thương hiệu như này. Và cái thứ hai đó là cái về cái giá trị tinh thần, thì mình thấy rằng những người sở hữu chai nước hoa của nhà Quakiston này là như kiểu Trấn Thành đấy thứ hay là Đàm Vĩnh Hưng đấy thứ, thì họ đều là những người mang cái tính sưu tầm nhiều hơn là họ thưởng thức về mùi hương. Đơn giản là họ chỉ muốn show ra cái sự thành đạt, cái sự nổi tiếng và cái sự chịu chơi của họ. Và chai nước hoa này thì nếu như các bạn mang đi tặng cho những cái người mà các bạn có những mối quan hệ đặc biệt hay là những người thực sự dân chơi chứ thứ, thì nó là một cái món quà rất là, mình nghĩ là rất là quý giá. Tại vì nếu như kiểu mình chơi chẳng hạn, mà bây giờ ai tặng mình một chai dầu oan thì ok, đó là món quà thì mình vẫn sẽ là rất là ok, rất là vui, rất là nhận. Nhưng mà nếu như ai hiểu ý mà tặng một chai nước hoa mà mình thích, nó ở phân khúc đúng cái kiểu mà mình tìm hiểu, thì nó cũng là một cái điểm nhấn rất là mạnh. Nên là em này thì mình nghĩ rằng là phải dành cho những người đam mê, những người sưu tầm. Tại vì đây là chai limited thì họ đam mê, họ sưu tầm, họ bày như kiểu Trấn Thành thứ thứ, thì họ sẽ mua. Và những ai người ta có nhu cầu tặng quà cho những người am hiểu về cái mảng nước hoa này thì đây cũng là một chai nước hoa mà họ chắc chắn sẽ lựa chọn hàng đầu, và họ sẽ không đánh giá quá nhiều về mùi hương. Thì đấy là quan điểm của mình về cái việc giá trị và giá cả của chai nước hoa này. Không biết là các anh em mà theo dõi kênh YouTube của mình mà sở hữu chai nước hoa này hay là đã gửi qua chai nước hoa này chưa nhở, thì hãy comment bên dưới xem là nếu với cái giá tiền đó thì bạn có mua hay không. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.